Xin chào mọi người. Vì cái lý do là hiện tại có rất nhiều người đến cửa hàng của Nấm và đi lạc, không tìm ra đường, do là ở Thủ Đức này có rất nhiều con đường đánh số và dễ nhầm lẫn với nhau á mọi người. Cho nên là Nấm sẽ làm cái video clip này để hướng dẫn mọi người con đường tới cửa hàng của Nấm dễ nhất và không có bị lạc ha. Bây giờ đầu tiên là mọi người cần tải cho Nấm cái app Google Maps. Ở cái Google Maps này thì hầu như trên bất kỳ một cái điện thoại nào nó cũng có sẵn nha mọi người. Đó, rất là dễ. Giờ mọi người cứ chọn vô cái Google Maps cho Nấm nè. Rồi khi nó hiện ra như vậy thì mình sẽ chọn vô cái mục tìm kiếm. Mình gõ chữ trồng nấm sạch tại nhà. Trồng nấm sạch tại nhà. Rồi, sau khi mà mình gõ vô xong rồi thì mình bấm chữ tìm kiếm. Rồi sau khi mình tìm kiếm thì nó sẽ ra được cái phần này. Thông thường á, tại vì nếu mà mọi người search tìm nó sẽ ra một vài cái địa điểm, thì trên đó có một cái vài cái địa điểm là địa điểm fake mọi người ạ. Có một số người cũng bán hàng và họ lập ra những cái tài khoản fake á để mà họ lái mọi người qua cửa hàng của họ, cho nên là mọi người xem kỹ giùm Nấm nha. Trên cái phần trồng nấm sạch tại nhà này ghi chữ thường, không có viết in hoa, bên trên có rất là nhiều hình ảnh mà của cửa hàng Nấm đã up lên, mọi người xem nha, nhiều hình ảnh như vậy mới đúng nè. Bên dưới có 88 người đã đến và đã để lại đánh giá. Mọi người lướt xuống bên dưới, mọi người sẽ thấy nè, địa chỉ là số 4 đường 15 phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức. Kéo xuống nữa có số điện thoại của Nấm nè, 0936502114 nè, có địa chỉ email nè. Kéo xuống nữa mọi người sẽ thấy đây 88 người đánh giá. 88 người đã đến đây và để lại đánh giá nè, mọi người thấy không? Rất là nhiều luôn. Đó, như vậy thì mới là đúng cái tài khoản nha mọi người. Rồi, khi mà mọi người tìm ra được đúng cái cửa hàng, địa điểm cửa hàng rồi, mọi người nhìn bên đây. Đây là vị trí cửa hàng của Nấm. Cái con đường màu cam cam chạy thẳng này là quốc lộ 13. Cái đường cắt ngang này là đường quốc lộ 1A, thì cái ngã tư giao nhau này nó gọi là ngã tư Bình Phước. Nếu mà mọi người đi từ Bình Thạnh á, từ ngã tư từ bến xe miền Đông, thì mọi người đi thẳng quốc lộ 13, cứ đi thẳng hết quốc lộ 13 là mọi người sẽ đụng với ngã tư Bình Phước, đúng không? Nhưng mà mọi người sẽ rẽ vô con đường bên đây nè, tới cái chỗ đường quốc lộ 13 thì nó sẽ cắt ngang một cái con đường gọi là đường quốc lộ 13 cũ. Mọi người thấy không, đây là cái hình tam giác nè, nó giao nhau ngay đường này nè. Mọi người đi thẳng cái đường quốc lộ 13 thì mọi người rẽ trái qua cái đường quốc lộ 13 cũ. Ngay cái điểm này nó có một cái gọi là cái hải sản gan rẹ rất là lớn, với lại có một cái bảng chỉ đường á, chỉ vô cái đường quốc lộ 13 cũ đó. Mọi người đi rẽ trái qua cái quốc lộ 13 cũ, đi thẳng sẽ gặp một cái ngã tư rồi cắt ngang đường số 15. Mọi người rẽ phải vô đường 15, đi thẳng hết đường 15 thì nhà Nấm là cái căn kế cuối. Nhà có bảng hiệu trồng nấm sạch tại nhà ha mọi người, nghe đây nè, là căn thứ hai từ đầu đường quốc lộ 13 đếm vô đó. Là mọi người sẽ đi từ mé bên này đi thì gần hết đường đó mọi người ạ. Nhà có bảng hiệu trồng nấm sạch tại nhà đó. Còn nếu mà mọi người đi từ Bình Dương lên thì mọi người sẽ đi qua khỏi ngã tư Bình Phước, cứ đi thẳng đường quốc lộ 13 thì mé bên tay phải luôn nó sẽ có một cái gọi là Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình Phước, nằm ngay đây mọi người thấy không. Đó, mé bên tay phải luôn. Mọi người đi xích lên một chút xíu nữa, mọi người sẽ thấy một cái quán hủ tiếu Nam Vang Thành Phát, và kế bên đó là đường 15. Mọi người rẽ vô ngay con đường 15 luôn thì căn nhà thứ hai là tới. Đó, mọi người thấy dễ không? Đó, ngay đây. Mọi người hình dung được hen. Còn một cách nữa dễ hơn rất nhiều, đó là mọi người bấm vào cái phần chỉ đường. Chọn chỉ đường mấy bên đây nè mọi người. Chỉ đường, đó. Thì bắt đầu nó sẽ vẽ cái sơ đồ ra. Tại vì Nấm đang ở nhà, ở cửa hàng luôn và làm, cho nên là nó mới chỉ là ngay đây, không có đường đi. Nhưng mà mọi người khi mà mọi người ở đâu á thì nó sẽ bật cái GPS của mọi người lên và nó định vị mọi người đang ở chỗ đó, và nó sẽ tìm ra con đường ngắn nhất để tới đây, và nó sẽ chỉ, nó sẽ vẽ một cái bản đồ, nó chỉ mọi người đi. Đó, mọi người chỉ cần đi theo cái bản đồ đó thôi. Dễ nhất là mọi người bấm vào cái chữ bắt đầu. Nó sẽ bắt đầu điều hướng đi về hướng bắc. Đó, đi về bắt hướng đầu bắc thì nó sẽ điều hướng mọi người đi. Mọi người chỉ cần đi theo cái lời chỉ dẫn của nó thôi. Thí dụ như nó kêu là đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải 100m nữa rẽ phải chẳng hạn, thì mọi người cứ đi theo hen. Nhưng mà có điều là đi ngoài đường cẩn thận điện thoại, xe cộ nhiều khi cướp giật đó nha. Đó, mọi người cứ đi theo rồi tới tận cửa thôi à. Mọi người cứ yên tâm hen. Nhà Nấm là căn thứ hai từ đầu đường đếm vô. Mình đi theo bản đồ là chắc chắn đúng, không thể nào sai được. Đó,
cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ.